Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series review về các hệ thống âm thanh hội thảo của chương trình audio. Và trước đó thì mình đã mang lại cho các bạn rất nhiều những thông tin về các hệ thống âm thanh hội thảo, nhưng đa số là các hệ thống âm thanh hội thảo có dây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hệ thống âm thanh hội thảo nhỏ gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ đến từ thương hiệu toa của Nhật Bản, đó là hệ thống TS920. Điểm đặc biệt của hệ thống này đó là đây là một hệ thống không dây và được kết nối với nhau bằng tia hồng ngoại. Và chi tiết của hệ thống này có gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với phần review về một thiết bị được coi như là trái tim của hệ thống, đó chính là bộ điều khiển trung tâm. Và bộ điều khiển trung tâm này thì mình sẽ mang lại cho các bạn những cái thông tin dựa trên hai tiêu chí, đó là một là về hình thức, thứ hai đó là về chức năng. Đầu tiên là về hình thức, thì đây là một sản phẩm được thiết kế bằng những cái tấm thép, những cái chất liệu thép nguyên tấm và được ghép lại với nhau, vì vậy mà có thể coi là rất là chắc chắn và mang lại cho chúng ta một cái tính thẩm mỹ cao. Và cái màu sắc được nhà sản xuất sử dụng ở đây là một màu đen với độ bóng khoảng 30%, và lớp sơn thì giúp cho cái sản phẩm của chúng ta là chống bám bụi, chống rỉ và tăng độ bền. Có thể nói là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này khoảng rất là nhiều năm sau đó, khi chúng ta vệ sinh cái sản phẩm ấy thì nó vẫn trông nó vẫn như mới, cái lớp sơn nó không bị bong chóc hoặc là không mang đến cho chúng ta một cái cảm giác là sản phẩm bị cũ đi. Vì vậy mà đây là một cái lựa chọn mà về hình thức cũng đã rất là bắt mắt ngay từ đầu chúng ta nhìn rồi. Việc bố trí các phím chức năng rất là khoa học và dễ nhìn, cùng với việc text các chữ màu trắng trên nền màu đen như thế này thì giúp chúng ta có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm, có khi là không cần phải đến sách hướng dẫn. Và trọng lượng của bộ xử lý trung tâm này thì chỉ khoảng 2,8 kg, rất là thuận tiện cho chúng ta trong việc lắp đặt và di chuyển. Thứ hai là mình sẽ nói đến phần chức năng của bộ xử lý trung tâm này. Thì như mình chia sẻ từ đầu thì đây được coi như là trái tim của hệ thống và nó bao gồm rất là nhiều chức năng khác nhau. Mình sẽ đề cập tới hai chức năng nổi bật nhất của thiết bị này. Thứ nhất đó là phần kết nối với mắt hồng ngoại, và thứ hai đó là hiển thị được kết quả bầu chọn ở trong một cuộc họp hay một cuộc hội thảo hội nghị. Đây là hai trong số rất là nhiều chức năng của thiết bị bộ xử lý trung tâm nói riêng và của hệ thống âm thanh hội thảo hội họp TS920 nói chung. Ngoài hai chức năng mà mình vừa nói ở trên thì thiết bị bộ xử lý trung tâm của chúng ta còn có rất nhiều các chức năng và những cái ứng dụng khác, ví dụ như là chức năng tự động ngắt sau 30 giây, chức năng điều chỉnh và lựa chọn các chế độ của các máy đại biểu của máy trung tâm vô cùng linh hoạt, các chức năng như là cắm được các thiết bị ngoại vi, việc ghi âm bằng việc kết nối với USB hoặc là điều khiển bộ xử lý thông qua PC, là thông qua máy tính một cách dễ dàng và linh hoạt. Về các chức năng này thì lát nữa mình sẽ test thử trong phần đấu nối để chúng ta cùng quan sát cũng như là thấy được cái sự thông minh và linh hoạt của bộ xử lý trung tâm nhé. Và bộ xử lý trung tâm của hệ thống âm thanh hội thảo TS920 thì có khả năng cho phép kết nối lên tới 192 máy đại biểu.
một con số vô cùng ấn tượng đúng không nào? Vì vậy nó rất là phù hợp cho việc sử dụng trong những cái buổi hội thảo hội họp có nhiều người tham dự, giúp chúng ta có thể duy trì và tạo nên những cái cuộc hội thảo hội họp vô cùng hoành tráng, và cái chất lượng âm thanh mang lại thì rất là mạnh mẽ và vượt trội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về máy chủ tịch, máy đại biểu và những chiếc micro của hệ thống âm thanh hội thảo TS920 của nhà toa. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở bên cạnh mình đây thì mình đã lắp đặt chiếc micro lên một chiếc máy chủ tịch và một chiếc máy đại biểu. Như các bạn có thể quan sát thì về ngoại hình thì chiếc máy chủ tịch và máy đại biểu cũng mang một cái hơi hướng thiết kế giống một chiếc kim tự tháp, đó là một cái hơi hướng hướng tới xu thế của tương lai và một cái gì đó rất là mới mẻ để giúp cho chúng ta có thêm nhiều lựa chọn làm sao để phù hợp với các không gian của các phòng họp cũng như là những cái bối cảnh mà các bạn mà muốn đưa những cái hệ thống âm thanh hội thảo vào. Và với thiết kế hình tam giác gần giống một chiếc kim tự tháp như thế này thì hai bên của bộ máy đại biểu và máy chủ tịch này chính là nơi để kết nối với bộ thu hồng ngoại. Vì đây là một cái sản phẩm sử dụng, nó là sản phẩm kết nối không dây và những cái tia hồng ngoại sẽ được phát ra từ đây. Còn phía mặt trước này sẽ là phần loa của thiết bị được phát ra. Và cũng như các thiết bị truyền thống thì sẽ có một jack cắm tai nghe và phần con lăn để điều chỉnh âm lượng của cái thiết bị đầu ra của sản phẩm này. Còn về phía mặt trước thì nút bật tắt của chiếc máy đại biểu cũng như chiếc máy chủ tịch thì được thiết kế màu xám ở chính giữa. Đèn chỉ báo tín hiệu ở bên phía bên tay trái của nút bấm. Và đặc biệt là cái sản phẩm này chúng ta sẽ có thêm một cái chức năng, đó là các phím để bình chọn trong một cuộc họp. Thì chúng ta sẽ có các phím tương ứng là 1, 2, 3 để chúng ta có thể bỏ phiếu luôn trong cái cuộc họp đó. Về chiếc micro để chúng ta sử dụng trong hệ thống này thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Đầu tiên đó là micro tiêu chuẩn mang mã hiệu đó là TS923, có độ dài là 470mm. Và lựa chọn thứ hai là micro cần dài hơn, có mã hiệu đó là TS924 và có cái chiều dài đó là 620mm, để chúng ta có thể lựa chọn làm sao để phù hợp với cái không gian của mình. Như vậy thì với thiết kế cũng như là tính năng được tích hợp trong chiếc máy chủ tịch và máy đại biểu cũng như hai chiếc micro mình vừa giới thiệu vừa rồi thì mình tin rằng đây sẽ là một cái sản phẩm mà rất là phù hợp với những cái nhu cầu sử dụng ở trong những cái buổi hội thảo hội họp mà ngày càng hiện đại và yêu cầu một cái thiết kế tinh tế và mới mẻ hơn. Và tiếp theo đó là sản phẩm bộ thu hồng ngoại. Thì đây là một cái sản phẩm không thể thiếu bởi vì cái sản phẩm hệ thống giải pháp âm thanh của chúng ta đó là giải pháp không dây. Và như các bạn có thể nhìn thấy thì thiết kế của nó là cái phần mặt trước này được làm bằng nhựa PC trong suốt. Và phần đế thì được thiết kế bằng nhựa ABS có màu đen và có đèn chỉ báo tín hiệu ở đây. Thì khi chúng ta lắp đặt thì nó sẽ có đèn báo hiệu màu đỏ. Và sản phẩm này thì vô cùng gọn nhẹ, chúng ta có thể lắp đặt ở trên gắn trên tường hoặc là trên trần nhà bằng những chiếc giá đỡ như thế này. Và độ cao lý tưởng đối với trần nhà là dưới 5m và khoảng cách có thể thu tín hiệu hồng ngoại tốt nhất đó là từ 6 đến 7m. Đây cũng là một cái không gian khá là lý tưởng để cho dành cho các phòng họp của chúng ta. Và một thiết bị không thể thiếu khi chúng ta sử dụng trong hệ thống âm thanh hội thảo này đó là những viên pin giờ như thế này để chúng ta lắp vào các máy đại biểu và máy chủ tịch. Và những viên pin đi cùng với bộ sạc này sẽ được đi kèm trong hệ thống của chúng ta. Và chúng ta có thể sạc đồng thời được 8 viên pin liên tục trong vòng 5 giờ để giúp chúng ta duy trì được những cái buổi hội thảo, hội họp. Và pin của chúng ta thì rất là nhẹ, chỉ khoảng 95g thôi. Và cái điện áp sử dụng đó là 72V DC và khá là phù hợp cho các thiết bị nhỏ gọn. Và khi chúng ta sạc thì chúng ta chỉ cần cắm vào cái bộ sạc như thế này và chúng ta bật cái phần sạc này lên cùng với kết nối của bộ sạc này với nguồn điện là chúng ta có thể có được những cái viên pin đầy năng lượng để phục vụ cho cái hệ thống âm thanh hội thảo, hội họp không dây và kết nối bằng hậu ngoại của chúng ta. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua với các bạn về hệ thống âm thanh hội thảo TS920 của nhà toa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần đấu nối và test thử cái sản phẩm của chúng ta nhé. Như các bạn có thể thấy thì trước mặt mình ở đây, mình đã chuẩn bị thứ nhất là một thiết bị trung tâm, một máy chủ tịch và hai máy đại biểu và bộ thu hồng ngoại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối các sản phẩm này với nhau để chúng ta có một hệ thống âm thanh hội thảo. Thì ở đây thì mình đầu tiên mình sẽ là kết nối với nguồn. Và ở đây thì mình có một sợi dây nguồn để kết nối với thiết bị trung tâm và một cáp đồng trụ. Thì dây nguồn mình sẽ cắm vào cổng ở đây.
Và chúng ta sẽ thay vì sử dụng các loại cáp kết năm hay là các dây cáp khác thì chúng ta sẽ sử dụng cáp đồng trụ để kết nối với bộ thu hồng ngoại. Đây thì mình sẽ kết nối vào đây. Ok. Và đầu còn lại thì chúng ta sẽ kết nối vào bộ thu hồng ngoại. Và với bộ thu hồng ngoại này thì chúng ta có thể là gắn lên tường hoặc là treo ở trên trần để chúng ta có thể kết nối giữa thiết bị trung tâm với các máy đại biểu. Sau khi mình kết nối thiết bị trung tâm, thiết bị nguồn với bộ thu hồng ngoại thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối pin với những chiếc máy đại biểu và máy chủ tịch. Thì ở đây thiết bị của chúng ta là thiết bị không dây nên chúng ta sẽ sử dụng những viên pin như thế này để lắp vào các thiết bị. Ở đây thì như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có cái khay để chúng ta lắp pin. Thì chúng ta sẽ đặt cái viên pin vào đúng những vị trí mà hãng đã thiết kế. Mình sẽ lắp lần lượt các viên pin vào chiếc máy đại biểu và máy chủ tịch để chúng ta lát nữa sẽ test cái phần âm thanh và các chức năng của hệ thống này. Và đối với việc chúng ta sử dụng pin như thế này thì nhà sản xuất đã chế tạo một cốc sạc để chúng ta sạc đầy đủ pin trước khi chúng ta sử dụng cái thiết bị. Ở đây thì chúng ta phải để rất là khéo để cho nó khớp với những cái thiết kế của nhà sản xuất. Ok. Như vậy là mình đã lắp xong 3 viên pin vào máy chủ tịch và máy đại biểu. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua về cái chức năng và cái cách để chúng ta kết nối và sử dụng hệ thống này như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở nguồn thiết bị trung tâm lên. Khi mở nguồn lên thì sẽ có đèn chỉ báo tín hiệu của phần nút nguồn Power và một số những cái phím chức năng khác. Và như bạn có thể quan sát ở đây thì phần bộ thu hồng ngoại chúng ta sẽ có đèn chỉ báo màu đỏ như thế này. Và với thiết bị trung tâm như thế này thì nhà sản xuất đã thiết kế và ghi rất là rõ chi tiết các nút hướng dẫn sử dụng cũng như là các chức năng. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua với các bạn về các phím chức năng cũng như là cách chúng ta sử dụng ở trên cái thiết bị trung tâm này. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là nút Power, tức là nút nguồn thì chúng ta tắt mở cái thiết bị trung tâm. Bên cạnh đó là các phím để hiển thị việc kết nối của các mic, các máy đại biểu và các máy chủ tịch. Ở đây thì khi chúng ta kết nối với mic nào thì cái đèn chỉ báo tín hiệu nó sẽ được hiển thị ở đây. Và mic unit. Bên cạnh đó là phần function setting, tức là phần chúng ta sẽ lựa chọn những cái chức năng và cái chế độ của mic. Thì ở đây chúng ta sẽ có các chế độ như là privacy, tức là của máy chủ tịch là ưu tiên, hoặc là first lattice, first fix và next lattice. Thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể linh hoạt lựa chọn cái chế độ để phù hợp với nhu cầu của mình. Ở dưới thì chúng ta có cái chức năng đó là auto off, tức là tự động ngắt kết nối khi chúng ta sử dụng cái hệ thống âm thanh hội thảo này. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái chức năng này để ngắt kết nối khi mà chúng ta muốn. Và tiếp theo đó là cái phần chúng ta điều chỉnh cái phần AUX, phần mix và âm lượng của các phím chức năng này. Thì ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh bằng đúng vặn. Thay vì là việc chúng ta sẽ ấn những nút như là tăng giảm thì ở đây nhà sản xuất đã thiết kế đó là chúng ta sử dụng đúng vặn như thế này để điều chỉnh tăng giảm âm lượng cho loa của các mic. Và phần bên cạnh đó là phần chúng ta sẽ cắm jack của headphone là tai nghe và điều chỉnh âm lượng cái loa đầu ra của tai nghe. Thì các bạn có thể điều chỉnh bằng núm ở đây. Và phía dưới là phần chống phản hồi âm thì chúng ta có ký hiệu là auto off EXT FBS, tức là chống cái sự âm thanh, những cái âm thanh như là tiếng hú. Thì đó chính là cái chức năng chống phản hồi âm được tích hợp vào trong thiết bị TS920 của nhà toa.
Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có phần memory, tức là chúng ta sẽ có một cái khe cắm USB. Đây là cái thiết bị ở bên ngoài để chúng ta kết nối vào đây. Thì dưới cái phần USB này thì mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây chúng ta sẽ có phần khe như thế này. Và ở đây thì mình đã chuẩn bị một chiếc USB để mình cắm cho các bạn xem cho trực quan nhé. Đây, cái phần chúng ta chỉ cần cắm USB như thế này. Và cái phần recording, tức là phần ghi âm, thì những cái ghi âm đó sẽ được ghi vào bộ nhớ trong hoặc là cái USB của chúng ta. Thì cái phần này chúng ta sẽ có các chức năng như là phần stop, phần rec và format. Format tức là chúng ta sẽ clear, tức là xóa cái bộ này đi, xóa cái bộ nhớ. Còn rec là chúng ta sẽ ấn bắt đầu ghi. Và phần stop là dừng ghi. Ok, và tiếp theo ở dưới thì chúng ta còn có một nút chức năng, đó là kết nối với PC, tức là với máy tính. Thì chúng ta có phần kết nối ổ cắm của nó ở đây. Rất là tiện lợi và phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Và một điểm độc đáo của hệ thống âm thanh hội thảo TS920 của nhà toa, đó là chức năng bình chọn, hay còn gọi là chức năng vote, được tích hợp ở trong thiết bị này. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đó là màn hình hiển thị cái kết quả lượt vote của một cuộc họp hoặc là một cuộc hội nghị hội thảo. Thì ở đây thì chúng ta khi mà muốn kích hoạt cái chức năng này thì chúng ta sẽ giữ 3 giây và kích hoạt vote. Và với chế độ vote này thì khi các máy đại biểu thực hiện chức năng vote thì chúng ta sẽ có phần hiển thị kết quả luôn ở trên đây, và mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn là 1 và ở đây mình sẽ chọn là 2. Thì chúng ta sẽ ấn 3 giây thì kết quả của lượt vote sẽ được hiển thị ở trên màn hình như thế này. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, số 1 thì sẽ có 1 lượt vote và 2 thì sẽ có là 1 lượt vote, như cái thao tác mình vừa thực hiện đối với các máy đại biểu. Thì đây là một cái chức năng được tích hợp rất là tiện lợi trong sản phẩm và rất là phù hợp cho những cái buổi bình chọn hoặc là những cái buổi chúng ta phải tính những cái lượt vote. Thì tất cả đã được hiện đại hóa ở trong cái sản phẩm của chúng ta rồi. Và một chức năng rất là hay của hệ thống hội thảo, đó là chức năng Priority, tức là chúng ta sẽ máy chủ tịch của chúng ta sẽ có khả năng là ngắt kết nối việc hoạt động của các máy đại biểu còn lại. Và ở đây thì mình sẽ thử cho các bạn xem luôn. Thì mình sẽ bật cả ba lên, là cũng có một máy chủ tịch và hai máy đại biểu. Thì khi mình ấn vào chức năng Priority. Alo. Đó, như các bạn thấy thì khi mình bật cái chức năng Priority lên thì chỉ máy chủ tịch mới được phát biểu, còn các máy còn lại thì đã bị vô hiệu hóa và không được phát biểu rồi. Thì cái chức năng này sẽ giúp cho chúng ta điều hành những cuộc hội thảo hội họp được một cách trơn tru và dễ dàng hơn. Như vậy là hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu về một hệ thống âm thanh hội thảo cao cấp đến từ thương hiệu toa của Nhật Bản, đó là TS920. Và để đánh giá chung về sản phẩm này thì mình có thể đưa ra được 3 tiêu chí. Thứ nhất thì đây là một sản phẩm hệ thống âm thanh hội thảo không dây được kết nối bằng tia hồng ngoại. Thứ hai là sản phẩm sử dụng được hai ngôn ngữ cùng một lúc. Và thứ ba là sản phẩm kết hợp cả chức năng bỏ phiếu. Ngoài ra, một điểm độc đáo của sản phẩm này đó là hệ thống kết nối được lên tới 192 thiết bị trong cuộc hội thảo hội họp. Vì vậy đây là sản phẩm rất là phù hợp cho những cuộc hội thảo hội họp có nhiều người tham dự. Và tại chương trình audio thì TS920 là một sản phẩm chính hãng, vì vậy các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đây chắc chắn sẽ là một hệ thống âm thanh hội thảo mang lại cho các bạn một sự trải nghiệm tuyệt vời và giúp cho cuộc hội thảo hội họp của chúng ta diễn ra một cách trơn tru và nhịp nhàng. Nếu như các bạn còn băn khoăn về các thông số kỹ thuật của các sản phẩm hay bất kỳ một hệ thống âm thanh nào khác, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0904 575856 của chương trình audio. Hoặc để đặt hàng và nhận những thông tin khuyến mãi thì các bạn có thể liên hệ tới hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website của tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!